Để chúng ta sẽ thử xem hàm add hero. Một new hero tên là quá nhanh. Add. Hero quá nhanh và tự gen ID 21 cho chúng ta. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ. Bài trước thì chúng ta đã làm chức năng update hero. Bài này chúng ta sẽ tiến hành việc tạo mới một hero. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ truy cập vào trang hero.component.html, trang danh sách các hero của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm một nút add. Sẽ thêm luôn một phần add ở đây, thêm mới danh sách ở ngay màn hình list. Nhiều phần mềm hoặc chương trình khác thì sẽ thêm một nút nút add ở màn hình list thôi, và chúng ta sẽ mở ra ở trang detail một hero trống. Khi chúng ta nhập vào save thì sẽ thêm mới một hero ở trong database của chúng ta. Đây là trang list là hiển thị luôn phần input để nhập. Ok, ở sự kiện click thì đang gọi hàm add và chúng ta đang thiếu hàm add. Chúng ta sẽ truy cập vào file TypeScript để thêm hàm add này vào. Chúng ta đang mô phỏng backend API. Còn bạn nào mà muốn thực sự xây dựng một web API bằng Node.js thì có thể tham khảo khóa học tôi sẽ để bên dưới, khóa học học Angular Full Stack Web API đã có ở trên trang YouTube của tôi. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm service, thêm hàm ở service của chúng ta hero.service.ts. Service này khá là nhiều hàm rồi các bạn ạ, rất nhiều hàm rồi. Ok, đã hết lỗi rồi. Như vậy là đã xong, chúng ta sẽ kiểm tra thêm hàm add của chúng ta hoạt động ok chưa. Chúng ta cùng đến danh sách hero. Đây, ngay đây luôn. Tại vì cái form này khá đơn giản, chỉ cần tên thôi. Đây, chúng ta đang gán luôn ở list. Còn nếu mà nhiều thông tin hơn thì làm như này rất là mất mỹ quan. Chúng ta sẽ chỉ thêm một nút add vào đây, và sau khi chúng ta nhấn thì sẽ hiển thị ra màn hình chi tiết này này. Và tên sẽ là không có gì ấy. Chúng ta sẽ nhập tên vào, ID cũng không có. Sau khi chúng ta xếp thì sẽ tự gen ID. Ok, chúng ta sẽ thử thêm hàm add hero. Một new hero tên là quá nhanh. Add. Đây. Hero quá nhanh và tự gen ID 21 cho chúng ta. Như vậy là bài học chúng ta đã thành công. Khá là đơn giản phải không các bạn? Các bạn có làm kịp theo tôi không? Nếu có thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khoa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.